kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 13 tháng 6 năm 2021, kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cập nhật giá mít Thái tại các tỉnh miền Tây để cho quý bà con mình tham khảo. Thì tình hình vẫn như những ngày qua là giá mít vẫn đang nằm ở mức rất thấp, phân loại mít khó dù là vẫn có giá cho mít nhất, mít nhì, mít bi. Nhưng mà hầu hết là xuống dựa là rớt xuống mít ke, mít chợ hết nha bà con nha. Thì giá như thế nào mời bà con mình cùng theo dõi. Hôm nay thì ở Tiền Giang giá là 9.000, 5.000 và 3.000. Ở Long An, ở Đồng Tháp, An Giang là 8.000, 5.000 và 2.000. Ở Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long là 8.000, 5.000 và 2.000. Còn ở Long An là 9.000, 5.000 và 2.000 nha quý bà con. Ở đâu thì bây giờ mít kem cũng 2.000, mít chợ cũng 1.000. Thậm chí có nơi là mít chợ người ta thu có 500 đồng một ký thôi nha bà con. Đó thì bà con mình nắm tình hình thì vẫn chưa có cái khởi sắc gì mới hết cho tình hình giá mít Thái hiện nay. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều nội dung khác nữa. Xin cảm ơn và xin chào.